ATM Lucky, Hải Long Land, Mic Group đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, qua nghiên cứu xem xét tình hình tiêm phòng vaccine trên thế giới cũng như việc tìm hiểu về hộ chiếu vaccine và ứng dụng IATA Travel Pass, Cục Hàng không Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị kế hoạch triển khai các chuyến bay quốc tế thường lệ có chở khách vào Việt Nam gồm 3 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1, đối tượng áp dụng là công dân Việt Nam, các hãng hàng không Việt Nam cùng đối tác phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao địa phương tiếp nhận cách ly tại khách sạn, tổ chức chuyến bay sau khi có phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền, với chi phí trọn gói gồm vé máy bay, xét nghiệm COVID-19, khách sạn cách ly và ăn trong 15 ngày, phương tiện mặt đất đón về khách sạn cách ly. Giai đoạn 2, đối tượng áp dụng là công dân Việt Nam và người nước ngoài. Hãng hàng không đệ trình kế hoạch bay phải bao gồm phương án tiếp nhận hành khách cách ly được phê duyệt của địa phương nơi có cảng hàng không tiếp nhận chuyến bay. Thị trường triển khai ban đầu là các đường bay giữa Việt Nam và Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan với tần suất 4 chuyến một tuần một chiều cho các hãng hàng không của mỗi bên. Giai đoạn 3 dự kiến triển khai từ tháng 9 năm 2021, tùy thuộc vào tiến trình tiêm vaccine tại Việt Nam và đánh giá về tính miễn dịch cộng đồng sau khi tiêm vaccine đại trà trong xã hội. Thị trường khai thác được thực hiện là các quốc gia, vùng lãnh thổ công bố chấp nhận hiệu quả phòng chống dịch COVID-19. Hành khách sau nhập cảnh phải khai báo với chính quyền địa phương nơi cư trú và tự cách ly tại nơi cư trú từ 7 đến 14 ngày theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Hành khách không có đủ giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế phải cách ly đủ 14 ngày theo hình thức chi phí trọn gói.